cái con nhà thức nó và cái cô nhà thì cháu hy vọng thì sẽ có thể phát mạc và mạc thì vào một cùng một cả và hôm nay là cái án qua thì là một trăm lá lốt thì cái tiêu tác thì cuộc đảo của mày ta là vậy hoặc là cái gì thì tiền là cái mà tạo ra cái gì thì cháu nó dân ngô ngô mình thuộc